Vâng, xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh channel của ô tô Huy Hoàng. Hôm nay em Hoàng xin được giới thiệu các anh chị em một mẫu xe Hyundai Santa Fe bản dầu cao cấp, sản xuất trong nước bởi tập đoàn Hyundai Thành Công và sản xuất năm 2020 anh chị em nhé. Đấy. Bản này thì dầu cao cấp thì anh chị em khỏi lo về option rồi, option miên man luôn, kể cả ngày cũng không hết anh chị em ạ. Đấy, xe Hàn thì bao giờ cũng có những cái option là làm cho anh chị em phải siêu lòng. Ok, chúng ta sẽ đi luôn vào chi tiết chiếc xe anh chị em nhé. Đây là bản form 2019 đổ lên. Đây, chúng ta sẽ có một cái mặt ca lăng nó nhìn hiện đại hơn. Đó, đèn lăng tét được đưa lên mảnh anh chị em nhé. Còn đèn pha đèn cốt thì được chuyển xuống dưới anh chị em ạ, cùng với đó đèn pha. Và ở dưới nữa chúng ta là đèn phá xước anh chị em ạ, đèn phá xước. Đấy. Vì là bản bản full nên là anh chị em có thể thấy xung quanh xe rất là nhiều cảm biến này anh chị em nhé. Màu mận này cũng là đang là một màu hot trên thị trường. Đó, la răng bánh đây anh chị em nhìn rõ hơn. Đó, la răng bánh anh chị em nhé, cực đẹp luôn, sáng quắc luôn anh chị em ạ. Đấy. Rồi bậc lên xuống, mỗi cánh cửa được ốp body. Đấy, gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ. Tay nắm cửa được ốp chrome ở bên trên, còn sơn màu xe nửa phía dưới anh chị em nhé. Có tích hợp nút đóng mở thông minh. Đấy, viền chân kính trên, viền chân kính dưới cũng như ba cabin thể thao đầy đủ anh chị em ạ. Bên trong xe thì vì là bản full mà nên là anh chị em có thể được trang bị bộ ghế màu nâu kết hợp với màu đen da cao cấp anh chị em nhé. Đó, anh chủ cũ cũng khuyến mại cho anh chị em một bình nước hoa rất là thơm nữa. Đấy, anh chị em ạ, các option này chắc là cũng không phải là để em Hoàng kể nhiều cho anh chị em nhé. Đấy, từ ngoài vào thì anh chị em có thể thấy là cân bằng điện tử này, cảm biến điểm mù này, khóa vi sai cầu sau này, rồi nút mở cúp điện. Đó, hệ thống giải trí theo xe, màn hình 10 inch, rồi ở dưới thì chúng ta sẽ có là sấy sưởi vô lăng, làm mát, làm sưởi ghế. Đó, các ở đây thì chúng ta có các nút sạc, rồi có cả sạc không dây, khoanh tay điện tử. Đó, các chế độ lái đầy đủ hết anh chị em nhé. Cruise control, rồi đấy, chuyển số thể thao, cửa sổ trời panorama. Đó, em Hoàng nói rồi, kể cả ngày cũng không hết anh chị em ạ. Đấy, anh chị em thiện chí thì chúng ta đến xem xe rồi chúng ta sẽ coi như là cảm nhận về chiếc xe, chúng ta thử luôn những tính năng đấy anh chị em nhé. Đó, ở hàng ghế sau thì chúng ta có thể có điều chỉnh được hàng ghế phụ đây. Đấy, rồi cửa gió điều hòa, hai cổng sạc. Đây là phía sau xe, cánh lướt gió, anten dặn thẳng, cúp điện anh chị em nhé. Đấy, cúp điện anh chị em, rất là rộng rãi, thoải mái cho anh chị em tha hồ để đồ. Rồi hàng ghế thứ ba thì chúng ta cũng trang bị thêm một cổng điều hòa nữa anh chị em nhé. Đấy, rồi một cổng sạc nữa anh chị em ạ. Đấy, người Hàn cực kỳ chu đáo ở đấy. Ok anh chị em, chiếc xe này thì bên showroom em Hoàng đang mong muốn với mức giá là 1.198.000.000 anh chị em nhé. Đấy, cực đẹp luôn. Đó, giá thì hoàn toàn có thể thương lượng được anh chị em ạ, và có hỗ trợ trả góp lên 70% trong vòng 5 năm cơ anh chị em nhé. Đấy. Ok anh chị em, để có được mức giá ưu đãi nhất thì anh chị em cứ gọi điện qua em Hoàng, số điện thoại 0983322508, hotline showroom Vương Quốc Cầm Cao, địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn, tại thủ đô Hà Nội. Rất mong được đón tiếp cũng như là phục vụ anh chị em. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo nhé.